Vâng, mới đây thì một cặp vợ chồng nghệ nhân người Nhật chuyên trồng cây bonsai đã bị kẻ trộm đánh cắp rất nhiều cây bonsai gia truyền có tuổi đời lên tới hàng trăm năm, có cây cá biệt lên tới 400 năm tuổi, tương đương với 2 tỷ đồng tiền Việt Nam. Sau khi xảy ra vụ việc, điều duy nhất mà cặp vợ chồng nghệ nhân Seiji Imura và bà Fuzumi thông qua báo chí muốn nhắn gửi tới những kẻ trộm cây đó là hãy tưới cây và chăm sóc tốt cho cây, bởi những cây đó giống như những đứa con của chúng tôi vậy. Tổng cộng có 7 cây bonsai cỡ nhỏ đã bị đánh cắp khỏi vườn nhà của nghệ nhân Imura ở khu đô thị Kawaguchi, Nhật Bản. Ông Seiji Imura là một nghệ nhân trồng bonsai đời thứ 5 trong gia tộc của ông và ông có một vườn riêng chuyên trồng bonsai. 7 cây bonsai mini bị đánh cắp khỏi nhà vườn của ông Seiji Imura vốn được gia đình xem là những báu vật truyền đời của gia tộc, vốn được vợ chồng ông đích thân chăm sóc tận tụy như thể những đứa con đẻ của mình. Nhóm cây bonsai bị đánh cắp có giá trị vào khoảng 118.000 đô la Mỹ, tương đương với khoảng 3 tỷ đồng Việt Nam. Trong đó cây lâu đời nhất lên tới 400 năm tuổi, có giá tương đương hơn 2 tỷ đồng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, thì gia đình ông Imura đã báo cáo sự việc với cảnh sát địa phương. Chia sẻ với báo chí, ông Seiji Imura cho hay, cây cao niên nhất trong nhóm cây bị đánh cắp là một báu vật của gia tộc mà tôi sẽ không bao giờ bán, cho dù tôi có được trả giá cao như thế nào. Đương nhiên, tôi rất căm giận những kẻ đã đánh cắp cây của tôi, nhưng tôi muốn họ nhớ một điều là làm ơn hãy tưới nước cho cây, làm ơn hãy chăm sóc tốt cho cây của tôi. Tôi sẽ rất buồn nếu những cái cây bị chết. Những cây này có thể sống mãi, thậm chí cả sau khi vợ chồng chúng tôi qua đời, nếu các cây được chăm sóc tốt. Vợ của ông Seri là bà Fuzumi cũng thường cùng trồng và chăm sóc vườn cây bonsai của gia đình. Bà chia sẻ rằng, hiện tại trái tim tôi đang quá buồn và thật sự đau đớn. Gia đình Limura có khoảng 3.000 cây bonsai mini trưng bày tại nhà vườn của họ, một công trình có diện tích 5.000 mét vuông. Họ thường tiếp đón nhiều vị khách tới chiêm ngưỡng nghệ thuật trồng cây cảnh bonsai. Mặc dù nhà vườn khá nổi tiếng tại địa phương, nhưng vợ chồng ông Imura không ngần ngại trưng ra những cây bonsai quý giá nhất của gia đình để khách khứa có thể thoải mái nhìn ngắm, chiêm ngưỡng khi tới thăm. Họ cũng không áp dụng những quy định an ninh hay lắp đặt các thiết bị chống trộm công nghệ cao. Trước vụ việc vừa xảy ra, ông Seiji Imura chỉ đoán rằng vụ việc hẳn phải có sự liên quan của một nghệ nhân bonsai am hiểu giá trị của cây cảnh. Ngay sau vụ việc, gia đình Imura đã cho lắp đặt nhiều camera an ninh. Bạn biết đấy, bonsai là một dạng thức biểu hiện của thiên nhiên trong quy mô nhỏ. Nhìn ngắm một cây bonsai giống như thể bạn đi vào một dãy núi dù thực ra chỉ đứng trong vườn nhà, ông Seri Imura phân tích. Gia đình Imura đã bắt đầu có truyền thống trồng bonsai từ giữa thế kỷ 19. Bonsai được xem là một nghệ thuật trong đời sống văn hóa Nhật Bản, trong đó người nghệ nhân sẽ trổ tài tạo dáng cho các cây cảnh. Để tạo hình được cho cây cảnh đòi hỏi kỹ thuật của người nghệ nhân trồng cây. Hoạt động xuất khẩu bonsai của các nghệ nhân tại Nhật đang ngày càng trở nên phát đạt khi nghệ thuật trồng bonsai của Nhật đang ngày càng được thế giới biết đến.